chương trình của 55Q636 thì chạy tới ngày mùng 3 tháng 5 hết. 9490 bán ra sốc của cái dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Chạy từ 29 cho tới ngày mùng 3 tháng 5. Thì rất là nhiều bác xem cái clip em cập nhật ấy, thì có hỏi cái mã hàng 65 mình. Và khoảng 4 bác đặt rồi. Tuy nhiên thì chuẩn bị sẽ về phục vụ các bác khoảng tầm gần 20 chiếc 650, 65Q636. Với kích cỡ màn hình 65 inch thì nó sẽ hơn kích cỡ màn hình 55 inch khoảng tầm 20cm so với cả cái chiều dài của màn hình. Tức là 55 inch là 1m25, còn 65 inch là 1m45. Và chiều cao của 55 inch thì nó sấp xỉ 90cm. Q636 thì được rất là nhiều các bác lựa chọn, bởi vì bình thường cái chương trình ít khi nó có cái chiều hướng giảm sâu. 65 inch màn QLED chấm lượng tử có hỗ trợ tần số quét 120Hz mà giá nó chỉ khoảng tầm nhỉnh 12 triệu thôi. Về vài chục chiếc để phục vụ các bác đợt này thì em cái clip này thì em chủ yếu là em review lại nhanh các tính năng để mọi người cùng xem. Các bác đang xem một cái đoạn video trên cái màn hình của Q636. Kích cỡ màn hình 65 inch với giá nhỉnh 12, còn đối với 55 inch sẽ chạy tới hết ngày mai mùng 3 tháng 5 là nhỉnh 9 triệu. Thì độ sâu của một lens, độ tương phản, màu sắc của Q636 thì nó đẹp tương tự như màn của Samsung vậy. Cái công nghệ màn chấm lượng tử này nó sẽ hiển thị 100% giải màu, màu sắc điện ảnh cho cái độ tương phản sâu màu đen nó chi tiết. Và hơn hết là gì? Là trên Q636 có công nghệ loa Onkyo vô cùng đỉnh cao. Chất lượng âm thanh ở trên những chiếc TV của TCL mà có loa Onkyo nhiều năm trở lại đây cho cái độ chân thực, độ sống động, cho cái âm thanh nó sắc nét, nó chi tiết như các bác đang nghe, kết hợp với cả loa sau 3 cho cái trải nghiệm âm thanh của rạp chiếu phim ngay tại gia đình. Q636 sở hữu thiết kế tràn viền ba cạnh viền kim loại bao quanh và cái công nghệ tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Trên màn hình của Q636 thì rất là nhạy và nhanh. Các bác ra câu lệnh thì cái khả năng bắt câu lệnh của trợ AI ảo ấy thì nó không có độ trễ, cho kết quả vô cùng chính xác. Cái phân vân mà nhiều bác khi mà xuống tiền để mua những dòng này thì các bác thường đặt ra câu hỏi là gì? Là với số tiền đó thì tôi mua TCL liệu có ổn không? Thì em khẳng định với các bác nhé, với 10 nhỉnh 12 triệu mà kích cỡ màn hình 65 inch và nhỉnh 9 triệu kích cỡ màn hình 55 inch ấy, mà màn chấm lượng tử độ phân giải 4K, rồi cả cái công nghệ tần số quét 120Hz có chip xử lý mạnh mẽ, âm thanh đỉnh cao như Q636 thì sẽ không có đối thủ, không có đối thủ. Con này thì em quay khoảng vài chục video rồi. Tuy nhiên thì cái lăn tăn nhất đó là gì? Đó là cái thương hiệu của TCL. Câu hỏi đặt ra là nó có bền không? Rồi cái hỗ trợ sau bán, hỗ trợ bảo hành tại nhà nó có tốt không? Chi phí thay thế nó có đắt hay không? Thì đặc thù, các bác hình dung là TCL ở trên kênh em quay chủ yếu là gì? Sony này, Samsung này, TCL và thỉnh thoảng là LG. Những dòng TV giá rẻ mà chất lượng thì em cũng thỉnh thoảng quay với phân khúc giá rẻ như của Sharp thôi. Nhưng hiện tại do là TCL nó đã quá rẻ rồi nên em sẽ không quay, không hướng các bác mua TV Sharp nữa. Chủ yếu là em hướng các bác mua TV TCL. Cái thương hiệu rồi dịch vụ bảo hành sau bán của TCL thì vô cùng ổn áp. Họ có tổng đài chăm sóc khách hàng, có số trực tiếp, đây là số miễn phí dán ở phía sau lưng của TV. Bất cứ khi nào các bác dùng có vấn đề gì, các bác gọi số này là số tổng đài miễn phí sẽ được giải đáp. Mua của TCL, một trong những thương hiệu TV bán cái sản lượng, cái số lượng bán ra trên toàn cầu nó xếp top sau mỗi Sony, nhỉnh hơn Samsung luôn. Thì tại lý do là làm sao là như vậy thì các bác cần quan tâm là cái thời gian nó đã tồn tại ở thị trường Việt Nam đã tồn tại tới 23 năm rồi. Nhưng đối với sản phẩm của TV em đánh giá cao ấy, thì từ khoảng 4 năm trở lại đây, khi mà TCL ra những dòng TV đời C có các cái công nghệ màn chấm lượng tử, có công nghệ tìm kiếm giọng nói rảnh tay mượt mà. Đấy, TV của TCL cũng có cái giá ổn áp này. Cái chi phí thay thế màn hình hay linh phụ kiện nó cũng rẻ hơn so với các hãng khác. Khi mà các bác dùng tại nhà gặp bất cứ vấn đề gì, gặp lỗi nhà sản xuất thì các bác điện thì có nhân viên chăm sóc trực tiếp luôn. Đấy, có người hỗ trợ về tận nhà bảo hành cho các bác này. Sau khi mà bảo hành xong thì có nhân viên gọi lại hỏi về cái thái độ, cái dịch vụ và cái chất lượng của cái nhân viên đó tới hỗ trợ tại nhà có ổn hay không. Và đặc thù cái mà quan tâm nhất đó chính là cái độ bền. Thì từ những năm 2015-2016 bản thân em cũng đã thử sử dụng cái dòng TV của TCL rồi.
Đấy, thời điểm đó thì Tesla ra mắt những dòng TV chạy hoành TVOS cộng, nó không phải Android nhưng bây giờ không có hệ điều hành, không có cái giao diện Google TV như hiện tại. À, thời điểm mà TV nó chưa có công nghệ trợ ảo rảnh tay, ví dụ như em thử nghiệm đây nhá. Ok Google, mở YouTube. Đấy, em đang không có cầm điều khiển, em ra lệnh cho TV thì TV nó nhận câu lệnh và nó thực hiện các câu lệnh. TV ngày xưa chỉ đơn thuần là có các ứng dụng cơ bản để xem YouTube, đấy, vào những cái ứng dụng cơ bản thôi, FPT, Play hay là các bác xem những cái ứng dụng như VTV. Nhưng bây giờ thì TV nó thông minh hơn, các bác có thể là ra lệnh cho TV. Đấy, tất cả các chương trình được tập trung tại màn hình trang chủ nhé. Ok Google, về màn hình chính. Đấy, về màn hình chính. Các bác nhìn này, nó sẽ về màn hình chính cho các bác. Đấy, thao tác mà ra lệnh cho TV tắt bật, khởi động các chương trình, khởi động các ứng dụng, rồi chương trình để mọi người xem phim, xem thể thao, xem truyền hình là không cần phải cắm anten nữa. Thời của anten có thể nói là nó đã qua rồi. Anten thì rất là phiền, dây dợ anten, dây cáp anten nó lằng nhằng, nó rối, rồi khi mà mưa gió thì tín hiệu nó chập chờn không ổn định. Bây giờ sẽ xem hết qua wifi, xem hết qua mạng, tất cả các chương trình, xem video, xem giải trí đều đủ hết. Những chiếc TV thông minh thì về cơ bản nó sẽ bao gồm các yếu tố như gì, công nghệ màn hình, thiết kế hình dáng, có chip xử lý, rồi các công nghệ để có thể là xử lý tương tác với cả TV. Thì clip này thì chủ yếu là em thông báo với các bác là có vài chục chiếc 65 inch chuẩn bị về hàng với giá nhỉnh 12 triệu để mọi người có thể là mua với giá thành tốt. Một trong những mẫu TV về đến đâu hết đến đấy. Kích cỡ màn hình 55 inch, 65 inch giá đều vô cùng tốt tại thời điểm đại. Không có đối thủ trong cái phân khúc QLED 4K có tần số quét 120 và trợ ảo rảnh tay các bác nhé. Tất cả thông tin các bác cần hỗ trợ và tư vấn thì điện trực tiếp về hotline 0974178566 hoặc truy cập website ecomat.vn để được hỗ trợ thêm. Cảm ơn mọi người.